Giới thiệu đến con máy Sony TC4250SD. Con máy này nhìn rất là đẹp, gấu. Có dùng motor trực tiếp. Giờ mình chọn chế độ băng da đúng nha. Chế độ on chế độ này. Lùi xuống ra sao. Máy nhìn đẹp lắm. Dùng đồ từ Ferrit nên là an toàn, an tâm về vấn đề dùng, không mòn mỏi gì hết.
Xin cảm ơn em.